Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thầy Mò sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng mỏ hàn và hàn sao cho nó dính. Đầu tiên cái mỏ hàn mình mới mua về 30W, 40W hay là 60W, 100W gì không cần biết. Bỏ cái đó đi. Ở đây nó có cái đầu cắm nè. Mình cắm điện 220 vào đây. Và điều đầu tiên của chúng ta làm đó là gì? Cái đầu mỏ hàn này nè, nó thẳng. Các bạn hàn xuống đây á, cái tiếp xúc á, nó đi thẳng. Thì các bạn nào thích như vậy thì các bạn hàn để y nguyên. Còn nếu không thì các bạn bẻ cái đầu này tiếp xuống một tí xíu nha. Bẻ trước khi cắm điện nha các bạn. Rồi các bạn bẻ nè. Bẻ lên đây cái cho nó cong cong. Để cái tiếp xúc cho nó nhiều hơn. Rồi nó cong như thế này nè. Rồi ok, rồi bắt đầu mình cắm điện nha các bạn. Cắm điện vào. Các bạn thấy đèn nó sáng lên. Rồi lập tức, ngay lập tức các bạn, giờ nó nóng, bắt đầu nóng dần lên rồi đó. Ngay lập tức các bạn dùng chì và nhựa thông. Nếu các bạn có chì tốt thì các bạn không cần phải dùng nhựa thông, các bạn chích nó vào. Chưa nóng nha các bạn, chú ý cái công đoạn này nè, chú ý công đoạn này nè, các bạn chích vào gà nó. Chứ không phải để nó nóng rồi các bạn mới làm nha. Các bạn đưa vào từ từ. Đưa vào từ từ. Chú ý nè, các bạn nhìn kỹ nha. Cái mỏ hàn mình nó xài bền. Và lúc nào nó cũng dính đó. Chứ nó không phải là các bạn hàn vào cái nó không dính nó rớt chì gì hết. Cái này là các bạn làm xong rồi, chì nó vẫn dính mãi nha các bạn. Các bạn xem hết video thì các bạn sẽ biết là cái công đoạn này rất quan trọng đối với một người thợ. Rồi các bạn thấy nó lên khói này nè, đừng sợ nha. Cái này là những cái nóng á, nó chảy ra thôi. Nó chảy ra từ cái nhựa đó, nó chảy ra. Không sao hết, một chút xíu là nó hết à. Ở trong đây nó có cách điện hết rồi. Đừng quan tâm. Rồi bây giờ mình mới chích nè. Rồi bắt đầu nè. Đó. Cho chì nó bám đầy hết này nha các bạn. Chì nó bám đầy hết này luôn. Rồi. Các bạn thấy không? Chì nó đây nè, bắt đầu mình vuốt chì ra cho nó rớt xuống. Rồi, rớt chì xuống cho nó rớt xuống. Lúc này khi các bạn rút mỏ hàn ra. Lúc này các bạn rút mỏ hàn ra. Để cho mỏ hàn nó nguội nha các bạn. Để cho mỏ hàn nó nguội. Để cho hàn nó nguội. Rồi các bạn chích một miếng chì vào. Rồi cho mỏ hàn nó nguội. Khi mỏ hàn nó gần nguội rồi, xong các bạn hãy cho thêm một miếng chì vào. Các bạn thấy không? Lúc này nó chảy sình sệt nha. Nó chảy sình sệt chứ nó không chảy thường. Nó không có chảy như là ban đầu. Rồi. Khi cắm điện rồi, mình bẻ cái đầu trước khi cắm điện. Rồi bắt đầu mình mới cắm điện vào. Rồi mình mới chích chì vô. Và rút điện ra cho nó nguội. Vừa nguội rồi chích chì thêm. Thì lúc này nó còn chì nó dính đây nè các bạn. Dính đây nè. Rồi các bạn để qua đêm, qua ngày, qua tháng, qua năm luôn. Thì khi mà các bạn muốn cắm điện trở lại, nó không có phải là như là các bạn vừa rồi phản ánh nha, là nó không phải là không dính nha. Rồi ví dụ như là các bạn đã làm nguội nó rồi, hoặc là một ngày hai ngày sau các bạn không có
không có cắm điện nữa. Thì bây giờ mình cắm điện ở lại nha các bạn, cắm điện lại. Rồi đèn sáng lên rồi. Rồi lúc này các bạn hàng thử nè, rất tuyệt vời. Các bạn hãy làm thử đi và bảo vệ mỏ hàng của mình. Dù cho mỏi hàng to cách mấy, to cách mấy và linh kiện dày cách mấy, các bạn hàng cũng dính. Nếu mà đầu mỏ hàng của các bạn đã có chì trên đây, các bạn nhớ nha, có chì trên này. Rồi các bạn để vào. Rồi để cho nó nóng một chút xíu đi nha. Rồi mỏ hàng của chúng ta nóng rồi, bây giờ chúng ta lấy chì cho xi vào. Tiếp tục. Rồi chúng ta hàng nè, các bạn thấy nè, dù mỏ hàng bự cách mấy, to mấy cách mấy, các bạn chích vào đây nè, chích vào đây cho nó vừa nóng. Nhiều khi cái mối hàng này nè nó sẽ không chảy ra được, nhưng mà mình chích thêm một muỗng mối chì này nè, mình chích vào ở trong cái mình chích vào trong cái này nè ha. Đó, mình đưa vào trong đây, mình ấn vào là nó sẽ chảy theo. Rồi các bạn nhìn kỹ nè, đưa vào đây nha, đưa vào đây và đưa vào chì vào đây thì nó sẽ chảy nè. Đây là một cái bo mạch nó rất là lâu rồi vẫn chảy nè, các bạn thấy không, vẫn chảy. Cái công này nó rất là lợi hại nha các bạn. Các bạn có thể hàng hai con này lượt một lượt nè. Đó, hai con một lượt. Rồi khi các bạn hàng bên đây thì các bạn dùng cái mỏ này nè, nhỏ nhỏ nè, các bạn hàng nè. Đó,